Xin chào mọi người. Hôm nay G7 Solar giới thiệu đến mọi người một dự án hộ gia đình được lắp tăng thêm công suất sau 1 năm sử dụng vì tính hiệu quả cao. Theo như chia sẻ của chủ nhà thì hiện tại với hệ thống lưu trữ công suất 10 kW đã thấy rõ sự giảm bớt trong hóa đơn điện. Điều này thực sự là một tích cực đối với tài chính gia đình. Nhờ hiệu quả mà điện mặt trời mang lại, anh chủ nhà quyết định lắp thêm 3 kW và một phần diện tích mái còn trống để tối đa hóa giảm bớt hóa đơn điện. Công suất lắp thêm 3,1 kW bao gồm 7 tấm pin Longi 450W, biến tần DE 5 kW và battery lưu trữ điện Everexit 5 kW. Hệ thống được hoàn thiện và bàn giao trong một ngày. Cùng G7 Solar xem lại quá trình thi công lắp điện mặt trời áp mái để hiểu hơn về nó. Như vậy, sau khi lắp thêm thì tổng công suất của nhà anh khách nâng lên là 13 kW sử dụng ban ngày và 10 kW lưu trữ sử dụng ban đêm hoặc khi mất điện. Với hệ thống này thì sử dụng điện thả ga không lo chi phí tăng cao hay mất điện vào các dịp cao điểm. Đối mặt với thời tiết ngày càng nóng lên thì lắp điện mặt trời cho ngôi nhà là giải pháp tối ưu giúp cho gia đình bạn chống chọi lại nắng nóng, không lo tình trạng mất điện và đặc biệt là giảm chi phí hóa đơn điện hàng tháng rất hiệu quả.